tôi có một tiết mục tương đối là ngoài dự trù. Thì hôm nay chúng tôi có thấy sự hiện diện của con trai của một cố hải quân tử sĩ trong HQ-10 là hải quân trung úy Bình Di Thạch có mặt tại đây. Chúng tôi muốn dân dịp này, chúng tôi xin tặng em đã đến đây với hội hái cứu hải quân Cửu Long và với cộng đồng, và xin mời em lên trên sân khấu. Xin mời em lên đây. Và em có muốn chia sẻ điều gì không? Trong cái ngày hôm nay, cảm nghĩ của em thế nào? Thì em cho tất cả quý vị được biết. Và chúng tôi nhân dịp này sẽ kính tặng em một chiếc nón, coi như là một món quà cho em. Và cũng dạ, tôi là Ngân Nguyễn. Chiếc nón này tôi làm để tưởng nhớ đến các anh hùng Hoàng Sa và Trường Sa. Và chiếc nón này ngày hôm thứ Sáu tôi cũng đi biểu tình chống Trung Quốc đã chiếm đảo của chúng ta ở tại lãnh sự quán của Trung Quốc ở LA. Và hôm nay tôi muốn đặt lại cho anh Thương khỏe mạnh. Thuận là con của Đại úy Thạch, người anh hùng đã hy sinh cho dân tộc Việt Nam. Hôm nay tôi xin được thân tặng anh. Anh cảm ơn. Cảm ơn. Em có cảm nghĩ gì trong ngày hôm nay, khi 40 năm ngày mà ba em đã ra đi để lấy chính máu của mình để bảo vệ chủ quyền quần đảo Hoàng Sa? Hôm nay thì em tình cờ em đọc trên internet, em thấy cái buổi lễ này thì em tới đây, em ở đây cách đây 3 tiếng. Thì em rất vui và em mục đích tới đây giống như là em muốn mang cái vong linh của ba để 40 năm ba mới có một buổi lễ như thế. Cảm ơn tất cả ban tổ chức đã có những cái buổi lễ này để tưởng nhớ cái vong linh của những anh hùng đã mất, và nhắc với cái tuổi trẻ như tụi em là không có quên, là phải tìm cách như thế nào, thời gian như thế nào để lấy lại Hoàng Sa. Bây giờ em có nghe người ta nói 1000 năm thì chúng ta cũng phải làm. Cảm ơn. Một lời tuyên bố rất là hay. Và em nhớ là em đứng trên cái tàu đó, dân tộc Việt Nam không quên công ơn của cha em. Tổ quốc Việt Nam ghi ơn cha em đã đổ máu để bảo vệ đất tổ. Và em là thế hệ thứ hai, thế hệ tiếp tục. Các anh, các chú rồi cũng sẽ ra đi, mà tới giờ này thì cũng chưa biết tình trạng chủ quyền của Hoàng Sa và Trường Sa nó đến đâu. Thì nếu thế hệ này không làm được thì thế hệ của các em phải tiếp tục. Thế hệ của các em không xong thì phải con cháu các em chúng ta sẽ đòi lại, vì đó chính là phần máu thịt của cha ông chúng ta. Chúng ta phải lấy lại, cũng như người Do Thái luôn luôn dặn con cháu họ rằng chúng ta phải trở về Jerusalem. Và 2000 năm sau họ đã trở về. Thì như em nói, 1000 năm không được thì hơn 1000 năm bao nhiêu đó, chúng ta vẫn dặn lòng rằng phần đất đó là của mình và chúng ta sẽ đòi lại nó. Và xin cảm ơn em. Thưa quý vị khán giả, chúng tôi được gặp một em mà ba của em, tức là đã ở cái hộ tống hạm HQ-10 Nhật Bảo do thiếu tá Ngụy Văn Thà là hạm trưởng. Vậy thì em có thể cho biết tên của em, tên là gì? Nhờ cái sự giải dỗ của em Huỳnh, em là Huỳnh Duy Thuật. Vậy thì ba của em là cơ khí trưởng của cái tàu này, cấp bậc đại úy, và là Huỳnh nhắc mấy em Huỳnh Duy Thuật. Thế thì khi mà ba em mà
mít ở Hoàng Sa thì lúc đó em bao nhiêu tuổi? Sư giả dỗ của tất cả quý bác. À, em 2 tháng. Thì quê em thì ở đâu? Để đem cái tự do. À, quê em ở Long An. À, thế rồi thì cách nào mà em tới Hoa Kỳ? Cho dân chúng và dân tộc. Trong những thời gian mà em ở Long An đó thì về sau này em lớn lên làm sao em biết được ba em đã chết hy sinh vì tổ quốc trong cái hộ tống hạm HV-10. Ở nhà còn giữ lại ở nhà còn giữ lại giấy tờ. Thế má em có hay nói về ba em không? Nhắc thường. À, cũng nhắc thường lắm, vâng. À, thế thì rồi, năm nào em tới Hoa Kỳ? Giới thiệu cùng quý vị Bill Lilly. Năm tới 2005. Em ở đâu? Tới Hoa Kỳ em ở đâu? Hoa Kỳ thì em ở Texas, rồi em ở Wyoming. Vâng, thế bây giờ thì ở đâu? Mới về. Dạ, kính thưa quý vị. Cali. Thế hôm nay em đến với mục đích của em là như thế nào? Tới giờ cho. Cảm ơn quý vị. Quý vị có khỏe không ạ? Tưởng niệm cái lễ. Sao em nghe nhỏ quá vậy? Thế quý vị có khỏe không ạ? Có gặp một số, em có gặp một số. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay tôi xin cảm ơn ban tổ chức đã cho em đứng lên đây đại diện cho nói là họ sẽ tìm một số sinh viên những California chiến hữu mà cùng khóa với ba em thì như là em muốn thì em thấy em có cảm nghĩ như thế nào về cái chuyện đó miền Nam Việt Nam và cũng như là hy sinh trong những trận chiến. Bây giờ thì xin nhân tiện có chuyện ở đây chị cũng muốn hỏi em này là ba của em. Kính thưa quý vị, buổi lễ ngày hôm nay đã tạo những cái điều kiện cho những người gặp gỡ để mà trao đổi những cái kỷ niệm và nhất là cho các thế hệ trẻ biết được những lịch sử hào hùng của những chiến sĩ trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã bỏ mình trong những trận chiến nói chung và trận hải chiến Hoàng Sa nói riêng. Tòa lãnh sự Trung Quốc để chống lại sự xâm lăng của Trung Quốc tại chiến đảo Hoàng Sa và tuổi trẻ Việt Nam chúng cháu dần dần lại hiểu được sự đau buồn của các người lính khi nhớ lại. Thành thực cảm ơn em, cảm ơn lửa bỏng của những. Thưa quý vị thính giả, chúng tôi được gặp Trung úy Nguyễn Ngọc Bạch không? Dạ. Là một người đã tự tay mà làm những cái chiến hạm này. Vậy thì chúng tôi xin hỏi là có phải là hộ tống hạm HV-10 Nhật Bảo là cái chiếc mà do hạm trưởng Nguyễn Văn Thà là hạm trưởng phải không? Dạ vâng. Vâng, tại vì tôi sở dĩ tôi hỏi chắc chắn như vậy là bởi vì ban nãy tôi có dẫn một em là ba của em đó là trung úy mà phục vụ ở cái tàu này và đã bị ông ấy đã bị hy sinh trên cái tàu này và em đó năm nay 40 tuổi, tức là khi mà bố của em đó đã bị hy sinh thì em đó mới có 2 tháng thôi. Thì tôi muốn hỏi trung úy là chắc chắn là hộ tống hạm này là đúng cái em đó nói đúng. Vâng, thì xin cáo thành thực cảm ơn. Đúng chị, anh là tôi biết anh rồi, năm ngoái rồi, gặp anh rồi. Vâng, xin cảm ơn anh. Vâng, những cái anh còn hỏi gì đó không? Vâng, xin trung úy có thể cho biết là cái cảm nghĩ của năm nay thì tổ chức ở ngoài tượng đài chiến sĩ thì nó khác năm ngoái như thế nào? Bây giờ nó khác như ở chỗ này là anh biết năm nay là 40 năm. Vâng. Từ khi mà cái trận chiến hải chiến Hoàng Sa năm 1974 thì giờ tới nay là 40 năm, do đó chứ hội hải quân Cửu Long này đó thì này họ tổ chức để lấy cái mốc thời điểm đó thì dĩ nhiên nó khác chăng là nó khác cái mốc thời gian thôi chứ còn cái nội dung á thì năm ngoái như năm nay cũng đều là cái chủ đề là mình nhắc lại cho người dân Việt Nam biết cái ngày đó là cái ngày gì. Còn năm nay thì anh có làm thêm không? Dạ có, tôi có làm thêm chức từ những năm 16. Dạ, chiếc tù dưới 16 là tôi mới là Lý Thường Kiệt. Dạ vâng, chiếc này là bộ tôi đúng chiếc năm dự là. Vâng. Tất cả năm ngoái không có chiếc này. Có nhưng mà bị gió đổ cái nó làm vậy. Gió đổ, vâng. Vâng, thế thì như vậy tất cả cái số tàu mà anh làm cho đến bây giờ thì được bao nhiêu chiếc rồi? 40 chiếc. 40 chiếc. Vâng, từ tất cả từ lớn đến nhỏ là 40 chiếc. Dạ vâng, từ sông ngòi ra biển cả. Vâng. Rồi 40 chiếc. 40 chiếc là tại vì tôi nói 40 chiếc để tránh sự hiểu lầm với anh là hải quân Việt Nam và có 46 loại. 46 loại. 40 loại. Vâng, anh đóng 40 loại. Loại chứ không phải là vâng. Dạ. Vâng. Thế thì 40 loại chứ thì cái thời gian mà anh làm từ đó đến nay thì dạ 18 năm. Vâng.
Trung úy có thể cho biết rằng cái cảm nghĩ của Trung úy là sau 40 năm thì bây giờ tuổi trẻ trong nước đã đứng lên và đã đòi ở Hà Nội đã có những cuộc biểu tình để đòi lại Hoàng Sài Gòn, có những cuộc biểu tình để đòi lại Trường Sa và Hoàng Sa, thì Trung úy có nhận xét nào về tuổi trẻ trong nước? Điều trước tiên là tôi rất mừng. Tôi rất mừng là tuổi trẻ Việt Nam đã trưởng thành và ý thức được cái thế nào gọi là hòa mất nước. Tất cả mọi người. Vâng. Xin lỗi tôi bị một cú cúm. Thành do đó tôi cảm thấy tôi là một người lính già. Tôi cảm thấy rằng tôi rất thấy làm sung sướng là tôi được thấy giới trẻ ngày hôm nay họ có tấm lòng như vậy. Vâng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.